Tại bò tư chiến mình vừa về một xe nữa, như mấy con bò này đúng ra khoảng chừng 3 ngày nữa, 2-3 ngày là mình mới chở. Mà nhà vườn người ta không cho gửi, gửi này đúng 4 ngày người ta không cho gửi nữa. Mình một cái chúng chở về một xe bò Pháp Kem, anh em có thấy thích thì gọi mình nhé. Bốn bò lõi rất đẹp, bốn bò lõi rất đẹp này, bò Kem, bò đi nọc được đó. Mấy bò này rất hay, xương cả xương to lưng đít, lưng đít ha. Thấy thích thì gọi mình, chỉ tại mình ấp vùng lớn, tại những con từ Bắc Tây Bắc tới Bến Tre, mình đều giao hàng tận nơi ha. Anh em ở xa thì bắt một hai con mình hỗ trợ từ xe, còn gần gần thì mình giao tận nơi thì mình cũng không bao nhiêu từ xe, có gì gọi mình. Bắt số lượng 6-7 con lên mình giao tận nơi, còn hết 3-4 con, 2-3 con thì mình hỗ trợ từ xe, thì từ xe không có gì, quan trọng là bò đẹp ha. Tự chiến mình chuẩn bị xuống bò, vì không nhà không ai nhà tự chở về thì tự quay mình xuống luôn. Mình đang chuẩn bị xuống bò, mấy con Pháp quá đã bên em, anh em thấy hết biết không, con này lấy lưng đít chà bè còn đứng trên xe chưa xuống à. Giờ chuẩn bị xuống xe toàn là Pháp nè, mà bốn con Pháp hết thân cái đít không nè, lưng đít chà bè chân cẳng to, cái cặp giò cặp cán có bê kem nha. Ở trong là có trong cái xe mình là hai có ba ba bê kem, một con Pháp, con này là con Pháp, con này là con Pháp đây, còn hai ba ở trong là ba bê kem nha. Đây, đang về tới thì chuẩn bị xuống bò xong rồi, bây giờ mình vô quay bò cho mấy anh xem ha. Xe mình vừa xuống bò xong, hôm nay ngày 15, 16 gì mình quên rồi. Này con ba bê kem.
hình hết lằn luôn. Rồi cái móng giờ mình thấy cái cặp cá nè, cặp cá to tôi quay tổng thể nè, xem kỹ nha. Cái loại xương lớn là xương lớn, cái loại nhỏ mình muốn giờ lớn không có được đâu. Thực tế luôn nè, đây trực tiếp luôn anh em xem, hai con bò thối thần, hai con bê kem màu vàng, có màu vàng vàng nha, màu đỏ đỏ nè, nhưng con này rám rám muối tiêu nè. Hai con này là bê kem mà đi đập là thành thẳng băng nha, lưng đứt đòn dài đây. Đúng ra tới hai ngày nữa mình mới chở, mà cái nhà vườn người ta cần rằng thì thôi việc cứ chở lại đây. Mới về mấy con này, cái lâu này mấy con này đi đây là mình về ngang qua đây đó, cái này lâu này về ngang qua mình mới về xe toàn là kem nha. Đây em xem cũng thích của mình ha, một con lỡ, hai con lỡ, ba con lỡ, bốn con lỡ, năm lỡ, sáu con lỡ nha anh em. Sáu con lỡ nữa, chút xíu mình quay đi, mình dắt nó vô một hàng toàn là bò lỡ không, một lô bò lỡ mình quay cho anh em xem ha. Để tôi dẹp xe cái. Xe mình quay cái đó cho mấy anh em xem. Rồi.